Thưa ngài Teofilo đáng kính, có nhiều người đã ra công soạn bản tường thuật những sự việc đã được thực hiện giữa chúng ta. Họ viết theo những điều mà các người đã được chứng kiến ngay từ đầu và đã phục vụ lời Chúa truyền lại cho chúng ta. Tôi cũng vậy. Sau khi đã cẩn thận tra cứu đầu đuôi mọi sự, thì thiết tưởng cũng nên tuần tự viết ra để kính tặng ngài. Mong ngài sẽ nhận thức được rằng giáo huấn ngài đã học hỏi thật là vững chắc. Được quyền năng thần khí thúc đẩy, Đức Giêsu trở về miền Galilê và tiếng tăm người đồn ra khắp vùng lân cận. Người giảng dạy trong các hội đường và được mọi người tôn vinh. Rồi Đức Giêsu đến Nazareth là nơi người sinh trưởng. Người vào hội đường như người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát và đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho người cuốn sách ngôn sứ Isaiah. Người mở ra gặp đoạn chép rằng: Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Đức Giêsu quận sách lại trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh quý vị vừa nghe. Xin thân ái kính chào anh chị em. Hôm nay là Chủ nhật 27 tháng Giêng năm 2019. Chủ nhật thứ ba mùa thường niên năm C. Lời hàng sống của chúng ta ngày hôm nay trích từ Tin Mừng theo Thánh Luca, một phần ở chương 1 và một phần ở chương 4. Xin lưu ý thêm một chút nữa là bài đọc 1 của ngày hôm nay là trích sách Nehemia. Và chúng ta sẽ lắng nghe câu chuyện của ông tư tế Esdras, cũng là đồng thời là kinh sư. Câu chuyện của bài đọc 1 có thể cho chúng ta hình dung ra tiền thân của thánh lễ ngày hôm nay, phần bài đọc cựu ước. Rồi sau đó chúng ta sẽ nghe bài tin mừng với câu chuyện của Chúa Giêsu ở hội đường Nazareth. Và điều đó cũng cho chúng ta hình dung ra tiền thân của bài công bố tin mừng trong thánh lễ hôm nay. Vậy có thể nói là phần lời Chúa của ngày hôm nay cho chúng ta một cái xuất xứ, một cái gốc tích của cơ cấu phục vụ lời Chúa thánh lễ ngày hôm nay. Trong bài đọc 1 sách Nehemia, ông Esdras đã cầm sách luật và đọc một cách rõ ràng giữa đại hội. Ông giải thích cho mọi người, giải thích đến đâu thì dân òa khóc đến đó. Khóc ở đây là bởi vì họ ân hận sám hối vì lỗi lầm của họ. Nhưng mà đồng thời cũng lại là khóc vì vui mừng, vì dẫu có tội lỗi đến đâu đi nữa, cuối cùng họ vẫn được Thiên Chúa thứ tha, được Thiên Chúa cho họ thoát khỏi kiếp lưu đày, được trở về cố hương và xây dựng lại quốc gia, xây dựng lại đền thờ, xây dựng lại đời sống văn hóa của họ dựa trên đống hoang tàn đổ nát. Nên đây là một cái khung cảnh thật là trang trọng nhưng mà cũng rất là xúc động. Một đám đông lắng nghe lời của một vị tư tế đứng ở trên bục cao công bố sách luật, cho thấy là Thiên Chúa đã yêu thương dân của người như thế nào và dân của người đã lỗi phạm như thế nào mà Thiên Chúa vẫn cứ thứ tha. Khung cảnh đó lại cho chúng ta hiểu được thế nào là Kahal. Kahal trong tiếng Do Thái được dịch bây giờ là đại hội dân Chúa, và từ đó chữ Kahal đó mà nó ra chữ Ecclesia, tiếng Latin, rồi tiếng Eglise là tiếng Pháp, là hội thánh, là nhà của Chúa, là đại hội dân Chúa. Ông Esdras
nói với đám đông dân chúng là thôi, đừng có khóc nữa. Khóc như vậy đủ rồi. Nhưng bây giờ phải mở tiệc ăn mừng. Bởi vì có một niềm vui lớn lao vô cùng. Đó là niềm vui được có Thiên Chúa là thành trì bảo vệ cho dân của mình, của Ngài. Vui lên là bởi vì Thiên Chúa không bỏ rơi dân của Ngài. Nên bây giờ ngay đang đứng ở trên cái đống hoang tàn đổ nát của quá khứ. Nhưng mà nếu chỉ có khóc, thương và ân hận dày vò thôi thì không đủ. Mà phải bật lên niềm vui, bật lên niềm vui của những con người ý thức được mình được Thiên Chúa tha thứ. Và từ trên cái đống đổ nát hoang tàn của lỗi lầm quá khứ đó, người ta xây dựng một tương lai mà ngôn ngữ của Khải Huyền sau này sẽ là trời mới đất mới, thoát ra khỏi cái trời cũ đất cũ của lỗi lầm, của bóng tối, của xót xa thương đau. Có thêm một cái khái niệm nữa mà tư tế Esdras cùng với ông tổng đốc Nehemia đã nói với toàn dân hôm đó, đó là cái khái niệm về ngày thánh hiến. Cũng từ cái điểm mốc này mà chúng ta có ngày thánh hiến, cũng chính là ngày của Chúa, bây giờ chúng ta gọi là Chúa Nhật, được xác định từ đây là một cái ngày để mà dành riêng cho Chúa, thờ phượng Chúa, cảm tạ Chúa, ngợi khen Chúa trong niềm vui. Nên cái ngày ấy là ngày nghỉ ngơi, không phải chỉ thuần túy là hưu lễ hay là một cái nghỉ ngơi về thân xác, nhưng mà còn là một ngày được thánh hiến, được dâng tặng cho chính Thiên Chúa. Đó là bài đọc thứ nhất, trích sách Nehemia. Tôi xin lặp lại, nó là tiền thân cho bây giờ chúng ta có cơ cấu của bài đọc Cựu Ước ở trong phần phục vụ lời Chúa. Qua bài đọc Tin Mừng, chúng ta nghe kể chuyện Chúa Giêsu ở hội đường Nazareth. Ngài công bố một đoạn sách từ sách ngôn sứ Isaiah. Ngài cũng lại khẳng định điều giống như tư tế Esdras đã khẳng định trong bài đọc Cựu Ước. Y như thế, nhưng hết sức cụ thể. Chúa Giêsu nói là không còn là cựu ước nữa, không còn phải thông qua các sách luật và các sách ngôn sứ, mà giờ đây là chính Chúa Giêsu, Ngài sẽ điều khiển tất cả với luật mới, luật của yêu thương. Chính Chúa Giêsu là luật yêu thương. Chính Chúa Giêsu là tin mừng được công bố. Và cái đoạn tin mừng mà chúng ta được nghe công bố đó rất là cảm động. Ngài lấy lại từ sách ngôn sứ Isaiah: Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Bấy lâu nay chúng ta hát có thể là chúng ta không để ý, nhưng mà chúng ta đã làm sai chạy cái ý nghĩa chỗ này đi. Thần khí Chúa Ngài sai tôi đi. Thưa, không phải là thần khí Chúa sai đi, mà là Thiên Chúa gửi thần khí đến ngự trên tôi. Rồi chính Chúa là Chúa Cha đó đã sức dầu tấn phong. Rồi chính Chúa Cha sai đi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Đi trong tác động của thần khí, đi mà có thần khí ngự xuống tràn đầy. Chúa Giêsu công bố một cái đoạn văn đó, và Ngài bảo ngày hôm nay đoạn tin mừng anh chị em vừa nghe chính là ứng ở nơi tôi chính là người được sai đi, tôi chính là người đến để công bố cho mọi người biết năm hồng ân của Thiên Chúa. Tôi sẽ giải thoát, tôi sẽ chữa lành, tôi sẽ trả tự do cho mọi người. Thưa anh chị em, từ đây về sau, Chúa Giêsu mở ra một cái viễn tượng hoàn toàn mới. Ông Esdras đã nói với công bố giữa dân chúng, có thể nói như là để một cái nhìn về quá khứ. Nhưng mà đến Chúa Giêsu thì mở ra một tương lai. Trong những ngày vừa qua, chúng ta thấy biến cố Lộc Hưng xảy ra. Biến cố Lộc Hưng ở vườn rau Lộc Hưng, cũng như nhiều biến cố khác của người công giáo hay là của người không công giáo ở khắp mọi nơi. Nói chung là những biến cố thương đau của các dân oan. Thì bây giờ biến cố Lộc Hưng như là thêm một giọt nước nữa cho thấy
lộ ra cái bộ mặt thật của thế gian, bộ mặt đen tối, độc ác, gian trá của thế gian. Chúng tôi nhận thấy là bà con ở Lộc Hưng đa số là người Công giáo. Họ đã kêu với Chúa, họ đã khóc với Đức Mẹ. Thiết tha lắm, chân thành lắm. Nhưng mà sao cái lời nói của Chúa Giêsu nó không ứng nghiệm? Người sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức và công bố một năm hồng ân của Chúa. Dân oan thì kêu oan, mà kêu với ai? Họ kêu với chính Chúa. Thế nhưng mà tại sao hậu quả là nhà cửa họ vẫn tan nát, họ vẫn bị đàn áp bất công, họ vẫn bị mất hết tất cả? Chỉ có một cái lạ là người ta cứ ngỡ là cái đám dân này nó kêu cầu đến Chúa mà chẳng thấy Chúa đâu. Chắc rồi chúng nó sẽ bỏ đạo, chúng nó sẽ mỉa mai với Thiên Chúa của chúng nó, rằng Thiên Chúa của chúng nó chẳng có ra tay, chẳng có binh vực, chẳng có trả tự do, chẳng có chữa lành, chẳng có binh vực họ trước cái thế lực của độc ác, gian trá. Chúng tôi cũng đã, trong bụng cũng có một chút dao động, lo lắng. Rồi đây người Công giáo sẽ trả lời với anh chị em của mình chung quanh như thế nào về lòng tin của mình. Thế nhưng mà không ngờ anh chị em ở Lộc Hưng lại cho thấy một lòng tin rất là mạnh. Càng bị đàn áp, càng bị mất mát. Mà giữa sự thinh lặng hoàn toàn của Thiên Chúa, không thấy Thiên Chúa ra tay, không thấy Thiên Chúa binh vực, không thấy Thiên Chúa gọi là ra tay để mà trả báo cho những kẻ làm hại dân của Ngài. Vậy mà họ không bỏ Chúa. Chúng tôi gặp một số ông thương phế binh, là ông đã được dựng một căn nhà để cho các ông là đơn thân có thể có chỗ trú mưa trú nắng sau cả một ngày đi bán vé số. Họ đã an hưởng tuổi già ở đó trong niềm vui được một thời gian không bao lâu, và căn nhà của họ đã bị ủi sập đầu tiên. Chúng tôi tưởng là họ sẽ mất lòng tin, thế nhưng mà họ lại nói với chúng tôi là: thưa cha, chúng con lại càng tin vào Chúa nhiều hơn. Chúng con lại càng thấy tình thương của Chúa thể hiện nơi mọi người quan tâm đến chúng con, nơi chính chúng con nó có một cái gì đó thức tỉnh. Và trong số anh em chúng con có những người đang muốn học đạo để theo Chúa, thì xảy ra cái sự kiện này, cứ tưởng là họ thất vọng về Chúa của mình, họ sẽ không theo Chúa nữa. Nhưng mà không, họ vẫn tuyên xưng và họ nói là ngay lúc này chúng con chưa được thanh tẩy, chưa được học giáo lý, nhưng mà chúng con tin Chúa vẫn đứng và binh vực cho chúng con, Chúa vẫn che chở cho chúng con. Hóa ra không phải là một Chúa Giêsu xuất hiện như là một vị cứu tinh theo kiểu của người Do Thái, cầm quân đánh bật lại kẻ thù mà bảo vệ lấy dân của mình bằng vũ lực, bằng trả báo, bằng sự hận thù, bằng bạo lực. Nhưng không, một Thiên Chúa vẫn là một Thiên Chúa công bố một năm hồng ân xuyên ngang qua tất cả những gì là đổ nát, tất cả những gì là bắt bớ, tất cả những gì là bất công. Vẫn là một Thiên Chúa chữa lành cho mọi người xuyên ngang qua tất cả những vết thương mà con người gây ra cho nhau. Nên thật là cảm động. Trong ngày Chúa Nhật hôm nay, chúng ta nghe vang lên lời công bố của chính Chúa Giêsu. Rồi Chúa Giêsu lại khẳng định hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe. Nên chúng ta nghe được lời tin mừng ngày hôm nay cũng chính là chúng ta gặp được chính Chúa Giêsu. Lòng tin của chúng ta xuyên ngang qua tất cả mọi biến cố của thế gian này càng thêm được củng cố, càng thêm được nâng đỡ, càng thêm soi sáng để chúng ta xác tín vào một Chúa Giêsu giàu lòng thương xót nhiều hơn. Amen.